Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trong tuần trước, Ngọc Trâm và Nhật Tài là hai thí sinh phải chia tay chương trình. 18 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục với cuộc đua đi đến ngôi vị quán quân. Ai sẽ dừng lại, ai sẽ đi tiếp. Tất cả sẽ có trong Thử Thách Cùng Bước Nhảy đêm chung kết thứ tư. Hãy cùng chào đón 18 thí sinh trong đêm chung kết thứ tư. Thiên Trang, Bảo Duy, Bảo Anh, Gia Huy, Lucy Ngọc, Lê Hiếu, Quế Anh, Trung Hiếu, Hồng Hạnh, Cát Tường, Trúc Anh, Công Anh, Minh Phượng, Minh Thu, Thu Phương, Đăng Quân, Kim Phượng, Tuấn An. Các cô gái tài năng, những chàng trai cá tính. Họ sẽ chinh phục và làm bùng nổ sân khấu này ngay bây giờ. Quý vị đang đến với Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình Chí Thiện và Hoàng Yến. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho tất cả thí sinh của chúng tôi được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin cảm ơn các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance về đêm gala thứ tư với sự đồng hành của thương hiệu Vivo Smartphone. Và quý vị thân mến, trong tuần trước, hai thí sinh Ngọc Trâm và Nhật Tài là hai thí sinh đầu tiên phải chia tay chương trình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có cặp đôi mới, Thiên Trang và Bảo Duy. Cuộc đua của chúng ta đang ngày càng gay cấn vì 18 thí sinh còn lại sẽ nỗ lực hết sức mình trong đêm gala thứ tư này. Và đêm nay thì với chủ đề Top Hit và EDM, các thí sinh sẽ trình diễn những tiết mục trên nền nhạc là những bài hát đã càn quét các bảng xếp hạng trên thế giới trong thời gian vừa qua. Cuối đêm hôm nay, 3 thí sinh nam và 3 thí sinh nữ có lượt bình chọn thấp nhất sẽ đến với thử thách quyết định solo 30 giây. Ban giám khảo sẽ quyết định xem một thí sinh nam và một thí sinh nữ phải chia tay chương trình. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ gặp gỡ các vị trong ban giám khảo. Giám khảo biên đạo John Huy Trần, giám khảo kỹ tướng Dancebox Khánh Thi, và giám khảo khách mời một nữ ca sĩ mà Thiện rất yêu thích, đó chính là nữ ca sĩ Daisy. Và cũng xin nồng nhiệt chào đón các biên đạo có mặt trong đêm nay. Đó là các biên đạo Dương Đình Hải, biên đạo Thảo Uyên và Minh Tân, biên đạo Hải Anh và Hà Lộc, biên đạo Nhã Uyên và Đức Tiến, biên đạo Xuân Thảo và Đình Lộc, biên đạo Đức Việt và Gia Linh. Bây giờ thì em xin phép được trò chuyện với ban giám khảo một chút ạ. Tuần trước thì chúng ta đã phải chia tay với hai bạn thí sinh. Cái sức nóng của chương trình cũng như là cái sự cạnh tranh đó đang ngày một tăng lên. Thì anh có lời khuyên nào đối với 18 thí sinh còn lại của chương trình không ạ? Thì cái này thì John Huy muốn nhắc lại cho mấy bạn là đây là cuộc thi. Chương trình là như vậy, mỗi tuần mình phải chia tay với một bạn nam, một bạn nữ. Nhưng chia tay khóc hu xong, tiếp theo thi nhá. Tại cuối cùng mình cần top 10, xong cuối cùng mình cần top 4 và sau đó mình cần quán quân. Thì thi, mình phải thi, đúng không Thi? phải nói là Thi ơi, Thi có biết không Thi? Thi biết rồi. Thi cũng có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn thí sinh. Đó chính là các bạn phải cháy hết mình. Bởi vì ở đây không chỉ có chúng tôi là giám khảo, mà khán giả mới chính là giám khảo khó tính nhất dành cho các bạn. Cho nên mong là các bạn hãy chiến đấu hết mình. Cảm ơn chị. Chị Đan Trang thân mến, chị là một người đã gắn bó với Thử Thách Cùng Bước Nhảy từ những mùa đầu tiên rồi. Và chị có rất nhiều kỷ niệm với chương trình. Giống như ở mùa thứ hai, chị ở đây thì cũng đã thông báo là chị có em bé đúng không ạ? Và ngày hôm nay khi quay trở lại ghế nóng thì cảm giác của chị như thế nào? Cảm giác của Trang là ước gì hôm nay Trang cũng có bầu để mà Trang có thể khoe lần thứ hai, có bầu lần thứ hai. Thật ra thì Trang cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được ban tổ chức vẫn còn nhớ tới mình. Ngồi trên cái ghế nóng này, Trang cảm thấy cái sự may mắn là mình đến đây giống như được xem một cái show rất là chất lượng mà được nói ra những cái nhận xét của mình nữa. Vậy thì cho Trang xin bổ sung cái ý của John Huy hồi nãy là các em khóc hu xong sau đó phải là thi đúng không? Thì các em vừa thi vừa phải rất là quyết liệt, nhưng mà cũng vẫn phải chơi để sao để các em thấy làm sao thoải mái nhất. Nhưng các em phải biết đây là một cuộc đua, và con ngựa nào hay là con ngựa đua được đường dài. Cho nên hãy cố gắng lên để thấy là các em thể hiện được đúng cái cá tính của mình, những vũ công rất tài năng và rất là trẻ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và quý vị thân mến, quý vị hãy nhớ nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích với mã số bình chọn của từng thí sinh bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh gửi về 8369. Mã số thí sinh sẽ hiện lên ngay sau phần biểu diễn của thí sinh đó. Ngoài ra quý vị còn có thể truy cập vào Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy, làm theo hướng dẫn và bình chọn nhé. Thời gian bình chọn của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ đêm phát sóng đến 17 giờ Chủ nhật ngày hôm sau. Và mỗi thuê ba cũng như mỗi tài khoản Zalo sẽ chỉ được nhắn 10 tin nhắn. 10 tin nhắn có thể nhắn cho một hoặc nhiều thí sinh mà quý vị khán giả yêu thích. Cũng theo đó thì nếu quý vị khán giả nhắn nhiều hơn 10 tin nhắn thì chỉ có 10 tin nhắn cuối cùng là tin nhắn hợp lệ. Và khi bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích, quý vị khán giả sẽ có cơ hội may mắn nhận được một chiếc điện thoại, đó chính là Vivo V3. Không để mọi người chờ lâu nữa, mở màn sẽ là hit khủng của một ca sĩ khủng. Đó chính là ca sĩ đã đạt 9 giải Grammy tính đến thời điểm này, ca sĩ Adele. Và ca khúc này nằm trong album phá nhiều kỷ lục thế giới, cũng như là album bán chạy nhất trong mọi thời đại, và cán mốc 1 tỷ lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Chúng ta sẽ đến với Người Đẹp, Thu Phương, Dị Nhân, Đăng Quân và tiết mục múa đương đại với bài Hello. Người đồng nhảy với nhau bữa giờ chưa đúng không? Dạ chưa. Mình cần Phương và Đăng Quân có những cái biểu cảm gọi là giống như là yêu nhau thực sự á, gọi là nó thật ở bên trong. Nghĩa những cái chạm nhau thì cần nó mịn hơn nữa và nó mềm, nó trôi hơn nữa. Chúng mình phải hòa quyện vào nhau nhiều hơn, hiểu được cảm xúc của nhau, cùng bắt nhịp cảm xúc của nhau và cùng một hơi thở nhiều hơn. Lúc diễn thì mình còn ngại. Đúng rồi, cả hai đều ngại hết. Nhưng mà sẽ cố gắng diễn đạt nhất có thể, như là yêu nhau thật sự nha. Yeah. Dạ. Yeah. Xin được cảm ơn biên đạo Xuân Hà và Đình Lập. Và bây giờ sẽ đến phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Cái phần của Đăng Quân và Thu Phương á, càng về phần cuối á, tôi không thấy được cái tình yêu của các bạn. Trong cái điệu nhảy tôi đã từng xem Xuân Thảo và Đình Lộc, các bạn ấy có một cái sự rất là cuộn khi mà các bạn ấy dàn dựng. Đó, cho nên là thấm được những cái của Xuân Thảo, Đình Lộc làm cái hay, nhưng mà các bạn chưa đạt tới được cái điểm đó. Ghê quá, đây là dân chuyên nghiệp cho nên là người ta có thể bắt được tất cả các em từng cái centimet nhỏ trong từng cái khoảnh khắc khi mà tụi em biểu diễn, đúng không? Nhưng mà đối với chị Đan Trang, khi mà ngồi hôm nay lần đầu tiên được xem tụi em diễn thì chị rất là bất ngờ. Bất ngờ ở cái chỗ là Phương, em là một vũ công, sở trường chính của em là dân gian đương đại, đúng không? Còn Quân á, em lại là dân hip hop. Nhưng mà hai tụi em đã cố gắng hết sức mình để có thể hòa quyện vào cái bài biểu diễn này với cái phong cách âm nhạc mà tụi em chưa bao giờ là sở trường chính của tụi em trước đây. Thì đó đã là một cái ghi nhận rất là tốt rồi. Chính vì thế mà trong cái cuộc thi Thử Thách Cùng Bước Nhảy này, tụi em phải hiểu là tụi em phải cố gắng hơn rất là nhiều để thể hiện cái tôi, cái cá tính của chính bản thân mình cho tất cả mọi người thấy, là tụi em không chỉ dừng lại ở cái sở trường của mình mà tụi em có thể thích ứng với tất cả những gì qua mỗi tuần thi ha. Thì chung quy ở chỗ là do tụi em cũng còn trẻ, cho nên đương đại là một cái gì đó rất là khó. Nó cần phải có cái độ sâu và phải buông, phải thả. Thì tụi em giống như Thi nói hồi nãy, tụi em làm các động tác, các tổ hợp nó bị quá nhanh, nó không có cái nhấn, nó không có cái dừng. Nhưng mà bên cạnh đó chị vẫn đánh giá cao tụi em. Và bản thân chị thấy cái phần cuối tụi em lại rất quyện. Chị rất thích cái tổ hợp mà Quân nhấc cái đầu của Phương một cái, rồi cái đầu cuốn quanh cái cơ thể của Quân. Rồi sau đó tụi em có những cái tổ hợp liên tục để đi về ao. Chúc mừng tụi em. Cho phép Thi nói thêm đi. Dạ. Tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của các em. Các em khi nghe tiếp thu là để cho mình tốt hơn, chứ không phải để cảm nhận rằng chúng tôi đang đè nén các em để các em phải khóc. Tôi rất thích cái thái độ của Quân là khi nghe và em hiểu và em gật đầu. Nhưng tôi không thích thái độ của Phương khi mà bắt đầu những giọt nước mắt của em bắt đầu trực rơi. Bởi vì tôi là phụ nữ, tôi cũng đã từng giống như các em. Em phải mạnh mẽ lên, bởi vì tôi biết khả năng của các em sẽ còn tốt hơn nữa. Đừng bao giờ nhỏ lệ trước người khác. Nhỏ lệ là các em thua cuộc. Cố gắng lên Thu Phương. Chúng ta sẽ quay trở lại với kết quả bình chọn của tuần trước. Và ở tuần trước, Thu Phương và Đăng Quân đã thể hiện tiết mục dân gian đương đại với ca khúc Bánh Trôi Nước, biên đạo bởi Thúy Hằng. Thu Phương, bạn an toàn. Và Đăng Quân, bạn phải để dành tiết mục solo 30 giây cho những tuần tiếp theo. Chúc mừng hai bạn, an toàn. Tôi thích một khởi đầu đẹp và an toàn như thế này, đỡ phải hồi hộp và căng thẳng. Nếu quý vị khán giả yêu thích tiết mục vừa rồi thì hãy bình chọn cho Thu Phương với mã số 7 và Đăng Quân với mã số 8 gửi về 8369, hoặc có thể vào trang Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy và làm theo hướng dẫn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một cặp tình nhân quái dị nhất mọi thời đại. Đó chính là Harley Quinn và Joker. Họ sẽ thực hiện một vụ trộm kim cương. Họ không biết rằng viên kim cương này thực sự lớn đến đâu cho đến khi họ nhìn thấy nó. Và cuối cùng, từ đồng đội trở thành đối đầu. Kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đón phần trình diễn của Hoàng Oanh và Gia Huy. Đây là một bài rất là hip hop, rất là vui và rất là dị. Trước giờ mình chỉ múa đương đại hoặc là múa nhân gian thôi, thì đây là một cái thử thách rất là lớn. Bắt đầu từ con số 0 luôn, hai đứa không có biết cái gì hết trơn á. khó nhất của bài này đó là hai bạn vũ công của chúng ta sẽ phải thể hiện được cái sự điên khùng rồ dại dở hơi của hai nhân vật. Động tác còn chưa xong mà lấy cái gì mà biểu cảm. Mình chưa gặp ai mà đi và dở hơi như hai cái bạn Hoàng Anh và bạn Gia Huy cả. Và mình tin rằng là hai bạn sẽ tạo được một cái sự khác biệt trong màn biểu diễn lần này. Biggest boss and I've been a trillist. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us up. You wanna know my gang, Suicide Squad. Drugs every corner, this is Gotham City. Killer crop, came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Rose. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Và Gia Linh, hai vũ công rất cá tính và tài năng của top 20 thử thách cùng bước nhảy mùa thứ tư ạ. Mời anh John Huy đi, anh cười vỗ tay rất tươi. Trước anh phải cảm ơn một lần nữa biên đạo Đức Việt và Gia Linh chào đón thêm hai biên đạo trẻ trong gia đình thử thách cùng bước nhảy. Cảm ơn hai em rất nhiều, bài tuyệt vời. Rất thích cái thể loại hip hop như vậy nha. Nó rất là chuyên môn, nó rất là đường phố, cái chất và cái sự ngầu của các em trong mấy cái động tác và cái tổ hợp. Bình thường chừng nào mình phải tập trung về nhiều động tác khó, mình mất tập trung về cái nhân vật của mình nhá. Nhưng cái khách tụi em diễn mặt giữ cái thái độ và cái ghê gớm trên cái gương mặt của các em nó rất là tuyệt vời. Nó không có một giây trong cái bài này anh thấy chán. Tuyệt vời hai bạn luôn. Cái động tác của tụi em rất là chắc, nhất là bạn nam á, em làm cái động tác bụp bụp cái lúc đầu á, làm lại đi chị con ơi. Cái mặt nha, cái mặt u quá ghê luôn. Cảm ơn những lời khen của ban giám khảo và chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của hai bạn trong tuần trước. Và trong tuần trước thì Hoàng Oanh và Gia Huy với thể loại jazz là biên đạo là anh Tân Nguyễn đã có một bài thi khá là xuất sắc. Hoàng Oanh và Gia Huy hai bạn là hai thí sinh đầu tiên phải chuẩn bị cho phần thi solo 30 giây. Và đó chỉ là kết quả của đêm thi tuần trước. Và trong đêm nay, hai bạn ấy đã quá điên, quá độc và nhảy quá đẹp. Thì quý vị còn tiếc gì mà không nhắn tin bình chọn cho hai bạn ấy với mã số của Hoàng Oanh 11 và mã số của Gia Huy là 12 và gửi về 8369, cũng như là truy cập vào Zalo của chương trình thử thách cùng bước nhảy và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, mới có 2 tiết mục thôi mà đêm nhạc top hit và EDM của chúng ta đã cực kỳ bùng nổ. Và Thiện xin bật mí, tiếp theo sẽ có những bản hit còn đỉnh hơn nữa. We Don't Talk Anymore, How Deep Is Your Love. Vâng, và nghe thực sự là hấp dẫn. Nhưng mà trước khi đến với những bản hit này thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance và đêm gala thứ tư. Quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích với mã số bình chọn riêng của từng thí sinh gửi về 8369. Ngoài ra, quý vị còn có thể truy cập vào trang Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy làm theo hướng dẫn và bình chọn nhé. Thời gian bình chọn của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ đêm phát sóng đến 17 giờ Chủ nhật ngày hôm sau. Mỗi thuê bao và mỗi tài khoản Zalo sẽ được nhắn 10 tin nhắn. 10 tin nhắn có thể bình chọn cho một hoặc nhiều thí sinh mà quý vị khán giả ưa thích. Và nếu quý vị khán giả nhắn nhiều hơn 10 tin nhắn thì chỉ có 10 tin nhắn cuối cùng là tin nhắn hợp lệ. Và khi nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích thì quý vị khán giả sẽ có cơ hội nhận được một chiếc điện thoại, đó chính là Vivo V3. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một không gian lãng mạn, cổ điển với hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng, đó chính là đại gia Gatsby và kiều nữ Daisy xinh đẹp trong một siêu bom tấn của Hollywood. Gatsby vĩ đại và hóa thân vào họ chính là cặp đôi nhỏ tuổi nhất của Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 5, cặp đôi 16 tuổi Lucy Ngọc và Lê Hiếu với vũ điệu Cha Cha. Hiếu thì là một dân B-Boy, thì với cá nhân Uy nghĩ là dân hip hop thì để bắt Latin thật sự cũng khá là khó. Mình cũng đã từng tiếp xúc với bộ môn dance sport này trong một thời gian rất là ngắn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó khăn bởi vì bạn nhảy của mình đó là một dancer chuyên về Latin, và nếu như mà mình nhảy không ra thì sẽ ra sao? Về bài Chơi Cha Lượt này thì Tân và Uyên mang đến một câu chuyện về chàng tỷ phú Gatsby và cô nàng Daisy, nói về chuyện tình yêu mù quáng. Mình phải diễn sao cho nó vừa sang vừa chảnh vừa quyến rũ. Em thấy chưa? Em đừng nghĩ 16 tuổi trai già nó cũng có cái giá của trai già chứ em. Không sao, ta lại có trai trẻ ở đây. Lê Hiếu dạy em. Đó. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Lucy Ngọc và Lê Hiếu ạ. Vâng, và xin được cảm ơn biên đạo Thảo Uyên và Minh Tân. Tôi phải nói rằng là trong cái bài nhảy này, Hiếu rất là thăng hoa và nhảy cha cha cực kỳ tốt. Còn với Ngọc thì cái cách mà em thể hiện nó chưa thực sự là sang chảnh. Tôi sẽ cho các em hiểu một chút về cái những cái năm thập niên 30 và một chút để các em hiểu. John Huy. Yes. Yeah. Wow. Với ngày xưa những cái cô đào á, thì cũng vào một cái buổi tiệc của những người rất là giàu có. Họ sẽ hơi sang chảnh một chút. Nhìn thôi nhưng mà không tiến. Xong mình lấy tay mình không bao giờ bẻ tay quá nữa như vậy. Mình phải giữ nó mềm như vậy, đúng không? Xong mình đứng lên nhẹ nhẹ nhẹ, xong mình tháo cái nhẫn. Được, cái chi tiết đó em chịu. Cái này là bị liều. Nói vui vậy thôi nhưng mà hai em nhảy rất là tốt trong ngày hôm nay. Cô vẫn phải khen các em. Bây giờ chắc là phải để cho anh Huy. Dạ, cảm ơn chị Khánh Thi rất là nhiều. Và hồi nãy ở cuối tiết mục này thì thấy hai bạn chuẩn bị, không biết có hôn chưa mà chuẩn bị hôn nhau á. Không được. Thì là anh John Huy á, anh rất là phấn khích và anh đứng dậy, tại sao? 16 tuổi, cái này là hơi vừa phải thôi, vừa phải. Cái sự gợi cảm quyến rũ, chú Huy thấy tụi con làm vừa phải nhá. Nhưng mà nguyên cái tiết mục này là chú ý thấy là vui vẻ nè, sôi động nè, rất là máu lửa. Ok, just tuyệt vời, rất thích. Ấn tượng về Lucy về cách con thể hiện, tại bình thường trong cái bài tuần trước là một cái cảm giác hơi buồn đúng không? Nhưng mà hôm nay chú ý thấy con rất là nổi bật với cái nhân vật của con. Và Hiếu rất tốt. Rất ấn tượng về cái động tác lúc đầu, không phải là một cái động tác cha cha nhưng mà cái động tác lúc con đá chừng bam. Rất cao, rất đẹp. Bài này hay lắm luôn. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều ạ. Sau đây sẽ là kết quả bình chọn của hai bạn trong tuần trước. Và vào tuần trước thì Lucy Ngọc và Lê Hiếu với thể loại đương đại và biên đạo là chị Thúy Hằng thì đã nhận được rất là nhiều những lời khen từ ban giám khảo cũng như là nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Lucy Ngọc, bạn an toàn, xin chúc mừng bạn. Lê Hiếu, bạn sẽ không phải tham gia tách solo 30 giây trong ngày hôm nay. Bạn an toàn, xin chúc mừng. Xin chúc mừng hai bạn. Và nếu quý vị yêu mến tiết mục của tuần này thì quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho Lucy Ngọc mã số 13 và Lê Hiếu với mã số 14 và gửi về 8369, cũng như là truy cập vào Zalo của chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Quế Anh và Trùng Hiếu, một kỳ nữ aerobic và một dị nhân popping. Chúng ta sẽ được thấy một câu chuyện tình yêu dễ thương khác hẳn hoàn toàn với những gì mà họ đã thể hiện trong những đêm thi trước. Và họ sẽ trình diễn một thể loại mới, đó chính là Jazz Funk trên nền nhạc ca khúc với số lượng lên đến 900 triệu lượt nghe trên YouTube. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai bạn ấy đi ạ. Với ca khúc How Do This Show Love. Quế Anh sẽ là một cô hơi sinh viên, hơi văn phòng chút. Rồi anh Hiếu là một chàng trai nó hơi gọi là hơi cool boy, hơi ngầu ngầu. Mong là hai người sẽ bùng nổ đốt cháy sân khấu. Hai người mà nhảy không ok là em với Thảo leo lên sân khấu nhảy dùm nữa. Tại vì nhất là Quế Anh càng phải gợi cảm hơn nữa. Học hỏi từ anh Hiếu chút. Trong lúc mình tập mình có đã bung hết dáng thì vô tình là cái động tác của mình thì lại sexy hơn cả của anh. mình và anh Hiếu là vẫn chưa cảm nhận và bắt đà được chung với nhau. Cho nên những lúc mà tung nhau lên cao thì rơi xuống cảm thấy hơi tự do một tí, là không biết lối về. Thả lỏng vai, shoulder, trước đầu thẳng lên, kéo cao đầu lên, ốp thẳng phía trước. Dạ, trước khi đi mình đọc từng chiếu 3 câu. Đẹp lắm, em đẹp lắm. Mắt không được nhìn lên, mắt hơi xuống. Đấy. Bước đi bên phải thì đổ bên phải, bước bên trái đổ bên trái nhá. Mà mình không đổ quá, mình đổ nhẹ thôi. Đấy, đó. Cái ngón tay nó phải nhẹ, nó phải... Xin được cảm ơn biên đạo Xuân Thảo và Đình Lộc vì đã dàn dựng tiết mục này ạ. Mệt không tụi em? Hỏi thừa quá ha, chắc là mệt rồi, một tràng pháo tay. Ok, chị cảm thấy là rất là vui bởi vì thử thách cùng bước nhảy năm nay sao mà trai, gái đẹp đều vậy ta? Bạn nam là bạn Trung Hiếu hả? Chị rất là thích cái đi sóng hông của em á, rất là tuyệt vời. Và nữ Quế Anh rất là nóng bỏng. Nhưng mà chị muốn tụi em phải chắc hơn nữa và làm cho mọi thứ nó lên đô hơn một chút xíu nữa. Có thể giống như bây giờ là 8, chị muốn tụi em phải 9 rưỡi, phải 10 để cho mọi người cùng wow, bởi vì tụi em đang rất là đẹp rồi. Chúc mừng tụi em. Anh rất là đồng ý với Đoan Trang là tụi em rất đẹp. Mà đẹp không đủ, mình phải nhảy tốt hơn, tốt nhiều hơn nữa. Anh không biết hôm nay kết quả là thế nào, nhưng mà cái bài này nó không có xứng đáng an toàn. Cố gắng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn phần cảm nhận của anh Johnny Trần. Và không biết kết quả bình chọn của hai bạn ấy sẽ như thế nào. Ở tuần trước thì hai bạn ấy đã có một tiết mục hip hop rất bùng nổ. Và Thiện xin phép công bố kết quả của bạn Trung Hiếu trước. Và ở tuần trước bạn đã có một thử thách solo 30 giây rất xuất sắc. Ở tuần này bạn sẽ tiếp tục solo 30 giây. Bạn nguy hiểm. Với anh, ở tuần trước bạn cũng thử thách solo 30 giây. Nhưng tuần này bạn sẽ đứng ở dưới và cổ vũ cho Trung Hiếu nhé. Và đây chỉ là kết quả của đêm thi tuần trước. Và nếu yêu thích phần thi của họ trong đêm nay và muốn tiếp tục cho họ ở lại thì hãy bình chọn cho Trung Hiếu với mã số 4. Và Quế Anh với mã số 3 gửi về 8369. Hoặc có thể truy cập vào Zalo, tìm kiếm thử thách cùng bước nhảy và bình chọn nhé. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, các tiết mục ngày càng hấp dẫn, những ca khúc hit sẽ đổ bộ ngay trên sân khấu này. Nhưng quý vị hãy nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance. Quý vị hãy nhớ nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích với mã số bình chọn của từng thí sinh bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh gửi về 8369. Ngoài ra, quý vị còn có thể truy cập vào trang Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy làm theo hướng dẫn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với một hit khủng làm đảo điên tất cả các bảng xếp hạng. We don't talk anymore. Và đêm nay thì biên đạo Hải Chưa Đi sẽ giàn dựng một tiết mục với màu sắc cực kỳ ma mị. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hồng Hạnh và Cát Tường. Sẽ giữ cho bạn nữ trong vòng một hồi 8 để bạn ấy đổ người ra đằng sau khá là khó, và mỗi hai người phải hiểu ý nhau thì mới làm được cái động tác đấy. Chị Hạnh phải cùng căng người ra để em hất chị Hạnh qua. Sự động tác đấy là em thôi, em cạn lời luôn. Bài diễn trong tuần này của em khá điên, tâm lý hơi bị nội tâm một tí và cũng hơi điên. Mình phải thực sự nhập tâm vào một người điên. Khi mình điên mình như thế nào? Mà đây là mất trí lại có cảm xúc không rồi, làm cái rất là khó. Nhận ra là thằng bố. Đó, mình đây. Kỹ thuật mà đôi khi nó không thể làm hết được, trừ khi nếu mà em không có sự cái nội tâm thực sự trong người. cảm ơn Hồng Hạnh và Cát Tường. Biên đạo Hải Sudi đâu rồi ạ? Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn quá đỉnh. Tiết mục quá đỉnh. Chị Đoan Trang cũng đã phải đứng dậy rồi. Cho chị coi mặt cái ông Hải đó, 2D đó. Là ông nào? Ông đèn á, cái ông áo đèn đó. À, Hải cá tính. Ok, chị gặp em từ mấy mùa So You Think trước phải không? Quá hay. Quá trình idea. Wow, quá hay, quá đã. Chị Thi muốn là Đình Hải em phải đứng lên trên này. Vâng, và xin mời biên đạo Hải Chi đi lên sân khấu ạ. Trời đất ơi, một trai đẹp Cát Tường chưa đủ, thêm một trai đẹp nữa xuất hiện, tôi còn đất sống đâu. Yeah. Đây là lần đầu tiên chị mới được chấm So You Think vào mùa thứ 5. Và mùa thứ 2 chị nhớ hình như là em cùng thi với ông xã chị. Lúc đó thì chị chỉ xem ở nhà thôi. Và chị không hiểu lý do vì sao Đình Hải phải dừng cuộc thi sớm. Cuối cùng cũng biết là do em bị chấn thương. Nhưng mà chị phải công nhận rằng So You Think You Can Dance là nơi mà phát hiện được tài năng của vũ công. Và là nơi để ươm mầm những cái tài năng biên đạo. Khi các em đã thành công, các em quay trở lại biên đạo một bài quá chất, quá đỉnh. Không bao giờ chị có thể nghĩ rằng hip hop có thể nhảy được một cái bài nội tâm như vậy. Chị bái phục em. Mình phải nói về thí sinh đúng không? Nhưng mà chị muốn nói về Hải. Sao ông giỏi quá vậy? Anh muốn nói một cái gì là cái này là một cái điều rất là hiếm. Lúc mình gặp một vũ công trẻ và trở thành biên đạo. Và nếu mà mình xem cái gương mặt của biên đạo trẻ trong hôm nay là nhiều gương mặt trẻ của Thử Thách Cùng Bước Nhảy. Anh rất là tự hào về tụi em. Cảm ơn Thử Thách Cùng Bước Nhảy về cái điều này cho tất cả các bạn trẻ và biên đạo và dancer. Bây giờ nói về cái bài này, không có gì để nói vì nguyên cái bài này anh yeah amazing. Từ đầu đến cuối lúc anh nghe cái âm thanh em bé khóc đó, nổi da gà. Xong lúc tụi em bắt đầu làm mấy cái động tác rất là quái đúng không? Quái mình nói mấy quái. Anh không có rơi mắt được, anh rất là cái bài này rất là thu hút, rất là đặc biệt. Hashtag So You Amazing. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của tuần trước. Và ở tuần trước hai bạn ấy đã trình diễn tiết mục đương đại với phần biên đạo của Honey Abaza. Và ở tuần trước thì Cát Tường em đã rơi vào vòng nguy hiểm và bạn ấy đã có phần trình diễn solo 30 giây cũng rất xuất sắc. Và ở tuần này Cát Tường bạn an toàn. Và bạn phải đứng dưới cổ vũ cho Hồng Hạnh trong phần thi solo 30 giây. Bạn nguy hiểm Hồng Hạnh. Và đây chỉ là kết quả của đêm thi tuần trước. Và nếu yêu thích họ trong đêm thi tuần này và muốn họ có mặt trong những đêm thi tuần sau thì hãy bình chọn cho Hồng Hạnh với mã số là 19. Và Cát Tường với mã số là 20. Gửi về 8369. Hoặc có thể truy cập vào Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy và bình chọn nhé. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tiếp theo sẽ là cặp đôi Song Anh với điệu tango nóng bỏng và cuồng nhiệt. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Trúc Anh và Công An. Bài nhảy tango lần này thì Trúc Anh sẽ đóng vai một cô gái nói thế nào để điên tình. Mình chưa bao giờ phải vào vai một cô gái điên cuồng tuyệt tình như thế này bao giờ cả. Phải làm sao đây? Giằng co quá, chịu không nổi. Đối với cả Trúc Anh thì đây là lần đầu tiên mà bạn ấy được nhảy ballroom. Mình cũng thấy hoang mang về điệu nhảy lắm. Thường thì mình nhảy mình tay mình hay cứ thế này, nhưng mà đi vào đây mình phải như thế này. Nhã Uyên, bởi vì cô ấy là một kiện tướng, tính thời điểm này là kiện tướng cũng gần như là trẻ nhất mà đạt được danh hiệu kiện tướng quốc tế. Cho nên khi cô ấy dàn dựng một cái bài nhảy gồm cả tango, paso, có những cái chất dằng dật thậm chí cả tango Argentina ở đây, thì chị rất là hy vọng các em sẽ phần nào thể hiện được cái chất máu lửa của cô ấy. Chị nói thật là cái bài nhảy này chị chỉ thấy trang phục đẹp thôi, cái màu đỏ cực kỳ nổi trội làm cho em rất là sexy, gợi cảm. Nhưng các em chưa thể hiện được đúng chất của điệu paso và điệu tango. Công Anh nhảy tốt hơn Trúc Anh. Em là xưa giờ là hip hop hả? Rồi bây giờ lại bị phải nhảy tango nữa, một cái điệu vô cùng là khác biệt đối với em. Nhưng khi mà em vào mấy cái động tác paso đớp á, lúc mà em lắc váy á, thì chị thấy ồ, đây là một cái lựa chọn đúng. Còn hai đứa em á, thì từ đầu cho tới đuôi á, thì chị cũng rất là lo ở cái chỗ là từng cái bắt chụp của tụi em nó lỏng. Em cảm thấy hài lòng không? Dạ không ạ. Đó cũng là một cái kinh nghiệm xương máu. Tụi em tập phải thật kỹ, phải giữ sức khỏe và ra đây là chiến. Hy vọng là tụi em không có bị lọt vào vòng nguy hiểm và cố gắng cho vòng sau. Cảm ơn chị Đan Trang rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của hai bạn ấy. Vào tuần trước, Trúc Anh và Công Anh với thể loại hip hop và biên đạo là Dương Anh Mỹ, thì Yến rất thích tiết mục của hai bạn, cũng như là ban giám khảo và các quý vị khán giả đều ưa thích. Nhưng mà không biết kết quả tuần trước sẽ như thế nào đây? Trúc Anh, bạn là thí sinh tiếp theo. An Toàn, xin chúc mừng bạn. Công Anh, bạn sẽ tiếp tục cuộc đua đến với ngôi vị quán quân. Xin chúc mừng cả hai bạn đều an toàn. Đó là kết quả của đêm thi tuần trước. Và nếu quý vị yêu mến tiết mục của họ ngày hôm nay, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho họ nhé. Với mã số của Trúc Anh là 9 và mã số của Công Anh là 10, gửi về 8369 hoặc truy cập vào Zalo của chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Quý vị thân mến, đám cưới của một vũ công sẽ như thế nào? Chí Thiện chỉ có thể tóm gọn trong 3 từ: đẹp, độc, điên. Chúng ta sẽ cùng đến với đám cưới của cô dâu Minh Phượng và chú rể Minh Thông. Và một ca khúc bất hủ quá đủ để làm khuynh đảo giới trẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Hello. Thì tuần này mình bị đổi vị trí một chút xíu. Và nếu mà mình thấy John Wilson, mình sẽ nghĩ ra là đây có thể là một cái bài jazz hoặc một cái bài đương đại. Trong tuần này có B-Boy Lee Top 4 mùa thứ 4. John Huy thống nhất với Lee là tuần này có thể mình sẽ làm một bài lãng mạn và hai bạn làm vô cùng đẹp. Tuần trước thì là Phượng tán thông, bây giờ đến tuần này thì hai đứa sẽ đám cưới. Có một tí khó khăn về các động tác nhảy đương đại, những động tác trên không. Thật sự tôi chưa thấy cái đám cưới nào mà cô dâu điên như vậy hết trơn á. Xúc sổ hết luôn á. Một đám cưới đẹp, độc, điên. Với cái tiết mục điên như thế này thì không biết biên đạo của chúng ta là ai ta. Một tràng pháo tay thật lớn cho John Richard ạ. Vâng, và không quên cảm ơn B-Boy Lee đã đồng giàn dựng cái mục này ạ. John Huy, khi nào mà Thi mà cưới Văn Hiển á, Huy phải dựng cho Thi như thế này, lên trình diễn với quan viên hai họ, mặc đồ như thế kia, đi giày được, đen, quần chip, đồ trắng giày đen. Em sẵn sàng rồi, nhảy luôn. Hiển đâu? Rồi anh Hiển đâu mất tiêu rồi. Một lời khen cho cái người bên cạnh tôi rất điên và rất khùng. Hôm nay rất bảnh trai nha Huy. Đúng là cho anh Huy làm cái gì đó khác biệt. Và em nữ em họ Cao đúng không? Cùng họ với chị đó. Và chị nhận ra một điều là họ Cao thường không có cao. Nhưng mà tụi em rất là dễ thương. Chị rất là thích tiết mục này, rất dễ thương, rất Tuy hay. Không cao nhưng mà ai cũng phải ngước nhìn đó, bởi vì cô ấy và cậu ấy duyên, nhảy hay. Khi đoạn kết á, đã còn hay gấp đôi cái lúc đầu. Anh cũng muốn cảm ơn Hữu Phước, B-Boy Lee một lần nữa. Vì nếu mà không có B-Boy Lee thì cái bài nó sẽ không có đến cái sự điên như vậy nhá. Phải có hai người rất là điên để làm một cái bài như vậy. Phượng hôm bữa gặp một cái vấn đề rất là... một cái chấn thương rất là nặng với cái chân. Hèn chi mà Thi chân trọng em rất nhiều. Vì đây là một cái bài học cho tất cả mọi người. Nhiều dancer là luôn luôn cố gắng hết sức, hết mình. Thương em. Dạ, thực sự thì... em rất là cảm ơn thầy John Huy và bạn Ly đã cho em cơ hội được làm cô dâu trên sân khấu này. Và thật sự là hạnh phúc nhất của người vũ công đó là được đứng trên sân khấu và được nhận được sự cổ vũ của tất cả mọi người và nhận được những cái lời góp ý thật chân thành và từ đáy lòng của các ban giám khảo đã giúp cho tụi em có thêm động lực để cố gắng. Dạ, em cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của đêm thi tuần trước. Ở đêm thi tuần trước, hai bạn ấy đã thể hiện thể loại hip hop với phần biên đạo của Mai Tinh Vi. Và đến thời điểm này, chúng ta đã có 2 thí sinh nam và 2 thí sinh nữ nguy hiểm. Liệu Minh Thông và Minh Phượng có rơi vào vòng nguy hiểm hay không? Minh Phượng, cô gái mạnh mẽ, bạn an toàn. Mày nhìn tôi, cái tờ giấy nó nói tôi có nói đâu, đừng nhìn tôi. Minh Thông, chú rể là phải đi với cô dâu, an toàn luôn. Vâng, và đây là kết quả của đêm thi tuần trước. Và nếu yêu cứu họ thì hãy bình chọn cho họ với đêm thi tuần này. Với mã số của Minh Phượng là 17 và mã số của Minh Thông là 18, gửi về 8369. Và có thể truy cập vào trang Zalo của Thử Thách Cùng Bước Nhảy, làm theo hướng dẫn và bình chọn nhé. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quý vị ơi, chúng ta đã tham dự một đám cưới đẹp, độc, điên, những vũ điệu tango nóng bỏng, và còn đến với một ca khúc làm điên đảo tất cả các bạn xếp hạng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance. Và quý vị đừng quên bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh và gửi về 8369. Và khi quý vị khán giả nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích sẽ có cơ hội may mắn trúng thưởng một giải thưởng, đó chính là một chiếc điện thoại Vivo V3. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một cặp đôi mới, một cô nàng sở trường già quyến rũ và anh chàng với sở trường Latin nóng bỏng. Quyến rũ và nóng bỏng, hai bạn ấy sẽ thể hiện một tiết mục được biên đạo bởi Hải Anh và Hà Lộc. Và một tràng pháo tay dành cho Thiên Trang và Bảo Duy với bản hit Never Be Like You. Cái việc khó khăn trong tuần này của mình là mình phải bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu, là mình phải tập làm quen với lại bạn partner mới và phải tìm cái sự kết nối của hai đứa. Ra Trang với lại mình thì cũng là hai sở trường khác nhau. Đây là một cái thể loại nói chung là nó hơi bị trái sở trường với các bạn, nên là các bạn hơi bị khó khăn trong việc nắm bắt. Thông điệp mà mình và Hà Lộc muốn gửi gắm qua bài này đó là đừng để ô nhiễm làm hủy hoại cuộc sống của bạn. Cái vấn đề khó khăn nhất của mình đó chính là phần bê đỡ, cảm giác như là không được ăn ý cho lắm. Lần này thì tụi mình phải múa đương đại nhưng mà có pha một chút hip hop vào trong đó và bắt những tiếng beat rất là nhỏ. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. Bảo Di và Thiên Trang, cặp đôi mới của Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 5. Và xin được cảm ơn biên đạo trẻ Hải Anh, quán quân và Hà Lộc, á quân của Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 4 ạ. Và bây giờ xin mời cảm nhận của chị Đoan Trang về tiết mục này ạ. Bài này thật sự chị rất là cảm kích tụi em, bởi vì tụi em diễn rất là sâu từ đầu cho tới đuôi. Tóm lại là rất là hay. Thiên Trang đúng không? Sở trường của em là jazz, cho nên là vô đương đại thì chắc là cũng không quá là khó khăn đối với em ha. Cho nên những cái bung, những cái soạt em làm rất là tốt. Và chị luôn luôn ngưỡng mộ những bạn mà phải nhảy những cái môn không phải là sở trường của mình. Bởi vì giữa dance sport với lại đương đại thì nó quá khác xa, đúng không Khánh Thi? Và qua cái bài biểu diễn này, biên đạo rất là khéo léo để mà gửi cái thông điệp về môi trường. Tất cả chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai gần, tất cả mọi thứ xung quanh mình đều sẽ bị hủy diệt. Bởi vì môi trường, rồi nước nhiễm độc, tất cả mọi thứ đều nhiễm độc. Thì người ta phải đeo mặt nạ để chống những cái khí độc đó. Cho nên chị thấy đây là một bài diễn rất là sâu sắc và rất là xứng đáng. Cảm ơn tụi em. Trong 2 tuần vừa rồi, tụi em có thi sở trường của mình, jazz và Latin luôn. Và thực sự anh không có hài lòng với cái bài thi 2 tuần trước. Nhưng hôm nay trong một cái bài ở ngoài cái sở trường của mình, một bài đương đại, tụi em rất là tuyệt vời. Đây là cái bài anh mong chờ. Chúc mừng hai em, rất hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của hai bạn ấy. Nhưng Chí Thiện xin phép được giữ kết quả bình chọn đó đến cuối phần biểu diễn của tiết mục cuối cùng. Và nếu quý vị yêu mến cặp đôi này và muốn gặp lại các bạn ấy ở những đêm tiếp theo thì hãy nhắn tin bình chọn cho bạn ấy nhé. Với mã số của Thiên Trang là 5 và mã số của Bảo Di là 2 và gửi về 8369 hoặc truy cập vào Zalo của chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi cuối cùng. Ở những đêm thi trước thì cặp đôi này đã thể hiện một tình yêu rất đẹp và có đôi lúc giận hờn và ngoảnh lại không thèm nhìn nhau bởi một nhân vật giấu tên. Chí Thiện cũng không nói đây đâu. Đó là trưởng nhóm của Tuấn Anh và người yêu của Kim Phụng. Và tuần này thì họ sẽ hóa thân thành một tay chơi cực chất và một cô nàng cực kỳ kiêu kỳ. Và một tràng pháo tay dành cho Kim Phụng và Tuấn Anh. Trong bài diễn này thì có 2 đạo cụ, đó là một chiếc ghế và một chiếc chân mic. 4 thứ sẽ hòa quyện lại với nhau và sẽ tạo ra một không gian rất là gợi cảm. Động tác kết hợp thì hai người lúc nào cũng phải giống như là dính nhau rồi hơi cọ sát và quẹt một tí. Theo Giang Hạ nói là cuối bài là không thể sát hơn nữa. Và nếu mà có chuyện gì xảy ra thì em xin lỗi anh Hoàng. Sao? Anh Hải ơi, cái này khó quá. Tại sao anh lại đưa cây này tới với tụi em? Dance. Don't hold the ball. Dance. Don't hold the ball. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, một cái kết rất đẹp. Và xin cảm ơn biên đạo Hải Sudi, bạn đã góp phần phá hại gia can nhà người ta rất tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Sao hôm nay nhiều bài hôn nhau ha? Tại vì hôm nay là ngày của tình yêu. Nhiều bài hôm nay, kết bài là hôn đó. Bài nào cũng vậy ha. Nhiều nụ hôn chứ không phải các bài hôn. Ok. Thực sự lúc anh xem cái bài này, nó đối với anh nó không phải chỉ là một cái bài thi, nó giống một cái bài diễn. Đây là một cái bài, nếu mà anh phải mua vé để xem cái bài này, anh sẽ mua 2, 3, 4 lần luôn. Bài rất là hay. Nó mượt và cái kiểu tụi em diễn nó vừa phải. Mọi thứ tụi em làm vừa phải, cái groove, cái cảm giác của tụi em, mọi thứ nó anh cũng không biết nói thế nào. Wow, ok. Hey, anh Hải, again. Nữa. Yeah. Rất là đẹp, rất là hay. Ai nói một mình anh như vậy. Rồi, biết ấy thích rồi, tớ cũng thích. Ai nữa không? Rồi, Tuấn Anh và Kim Phụng từ bỏ ý định của mình, từ bỏ cái nơi mà mình yêu thích. Các em không bao giờ từ bỏ. Và ở đây, sân khấu này, các em đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy. Đây, chị tự hào vì các em. Với cái chất nhảy vừa rồi, chị nghĩ khán giả phải dành thêm những tràng pháo tay cho các em. Và quý vị nếu muốn gặp lại cặp đôi này ở những đêm tiếp theo, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho cặp đôi này nhé. Với mã số của Kim Phụng là 15. Và mã số của Tuấn Anh là 16 và gửi về 8369. Hoặc truy cập vào Zalo của chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy và làm theo hướng dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của hai cặp đôi cuối cùng. Xin mời Thiên Trang và Bảo Duy trở lại sân khấu. Và bây giờ sẽ là kết quả của Thiên Trang và Bảo Duy. Tuần trước thì Thiên Trang với thể loại jazz và biên đạo là Honey Abaza. Và Bảo Duy với thể loại samba và biên đạo là Hoàng Khải. Kim Phụng và Tuấn Anh, ở tuần trước hai bạn đã thể hiện một bài biên đạo của Khánh Thu và Quang Thịnh với thể loại jazz. Và kết quả bình chọn của hai bạn ấy sẽ có một cặp rơi vào vòng nguy hiểm và đến với thử thách quyết định solo 30 giây. Thiện sẽ công bố cặp đôi an toàn. Đó chính là Kim Phụng và Tuấn Anh. Điều đó có nghĩa Thiên Trang và Bảo Duy phải đến với thử thách quyết định solo 30 giây. Chúng ta đã được xem 9 tiết mục của 9 cặp đôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của họ để có thể bình chọn cho họ nhé. Ain't no mercy. Khán giả thân mến, trước khi đến với lượt công bố kết quả đầu tiên thì Hoàng Yến xin phép được công bố khán giả may mắn với phần thưởng là một chiếc điện thoại Vivo V3. Và xin chúc mừng khán giả với số điện thoại 0974672 3XX. Và quý vị thân mến, đến thời điểm này chúng ta đã biết được 3 thí sinh nam và 3 thí sinh nữ có lựa bình chọn thấp nhất. Xin mời 6 thí sinh trở lại sân khấu ạ. Và bây giờ thì ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định một nam và một nữ sẽ ở lại với chương trình. Trong hôm nay thì với 3 bạn nam thì quyết định của ban giám khảo là chúng tôi muốn xem bài solo của 3 bạn nam. Với 3 bạn nữ thì hôm nay 3 bạn nữ cái phần thi của các em rất là tuyệt vời. Nhưng có một bạn chúng tôi quyết định mình sẽ cưới lại ngay bây giờ và không cần solo. Hồng Hạnh xuống gặp mấy bạn. Vâng, xin chúc mừng Hồng Hạnh, bạn là thí sinh an toàn và sẽ tiếp tục cùng với chương trình. Và điều đó có nghĩa là 5 thí sinh của chúng ta sẽ đến với thử thách quyết định solo 30 giây. Và bây giờ xin mời các bạn chuẩn bị cho phần thi của mình. Chúng ta sẽ đến với thử thách quyết định solo 30 giây sau ít phút giải lao nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance. Và có thể nói phần thi solo là một phần thi thử thách đối với các thí sinh của chúng tôi, vượt qua chính mình và để có thể chinh phục ban giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 30 giây đầu tiên của Hoàng On. Cảm ơn Hoàng Oanh. Và bây giờ sẽ là 30 giây của Gia Huy. Đó là Gia Huy. Tiếp theo 30 giây của Trung Hiếu. The math don't drop him, and 50 ain't rockin' with him no more. It's okay, I get it poppin'. I get it poppin'. That's a bass kick. Quá tuyệt vời với Trung Hiếu. Và tiếp theo sẽ là 30 giây của Thiên Trang. theo sẽ là 30 giây của Bảo Duy. Quý vị thân mến, và chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được một thí sinh nam và một thí sinh nữ phải chia tay chương trình. Và bây giờ thì xin mời 5 thí sinh bước vào vòng nguy hiểm, chúng ta quay trở lại với sân khấu. Và bây giờ thì xin mời quyết định của ban giám khảo ạ. Bảo Duy, hôm nay cái bài thi của em nó rất là tốt. Và anh thấy cái phần, không phải một mình anh, nhưng mà chúng tôi thấy cái trường hợp em phải solo bài quyết định 30 giây hôm nay là một cái may mắn cho em. Vì đây là một cái cơ hội để cho em nhắc lại cho khán giả khả năng và cá tính của em. Và em vẫn an toàn xuống đập máy bạn. Trang và Oanh bước lên một vị trí. Hôm nay phần thi của các em nó rất là tuyệt vời. Cái phần thi cặp nó rất là tuyệt vời. Và nó được nhắc ban giám khảo về cái khả năng của các em. Mình so sánh cái bài hôm nay với cái bài của tụi em thi tuần trước. Nhưng một cái vấn đề là cái bài solo quyết định nó chưa thực sự tuyệt vời lắm nhá. Mời tụi em về. Gia Huy và Trung Hiếu, nếu mà nói về cái bài solo thì hôm nay Gia Huy, cái bài của em nó đầy cảm xúc, nhưng nói về kỹ thuật thì nó chưa ổn định lắm. Trung Hiếu, đây là lần 2 em solo, và mỗi lần em solo em rất là hay, em rất là tuyệt vời, nhưng nó có một cái gì đó là em không được kết nối với khán giả ở nhà trên TV, thì em phải tìm một cái cách để giao lưu với khán giả nhiều hơn nếu mà em được ở lại. Bạn nam và bạn nữ chia tay chương trình trong hôm nay là Hoàng Oanh và Gia Huy. Chúc mừng Trang và Trung Hiếu. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem lại clip hành trình, xem lại chặng đường của Hoàng Anh và Gia Huy. Một chặng đường đầy khó khăn nhưng cũng rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mình tên là Hoàng Anh, mình 22 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó mình có biệt danh là Anh Heo, nhưng mà bây giờ mình đỡ heo rồi. Mình có một khuôn mặt rất là xinh, trừ khi mình cười cho các bạn xem nha. Đã làm cho chị chết lặng. Chị cảm thấy hai em là một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu ngày hôm nay. Chị có một điều vô cùng ân hận, hối tiếc rằng là chị muốn đứng lên để vỗ tay cho bọn em mà chị đã không đứng. Hai đứa hôm nay rất tiếc. Mình là Gia Huy, năm nay mình 20 tuổi, mọi người hay gọi mình là Trai. Mình rất là thích nhảy, nhất là những lúc tập. Mình rất là thích ăn mì quán mẹ nấu. Và nếu như năm nay mình may mắn này được giải quán quân thì mình sẽ lấy một phần tiền đó để đi sửa răng. Cái động tác rất là mượt, nó rất là đẹp. Đôi chân ma thuật quá quyến rũ và sexy. Đây mới là một cái cặp đôi mà có rất là nhiều yếu tố để họ có thể hòa quyện vào với nhau. Nó không có một giây trong cái bài này anh thấy chán. Tuyệt vời hai bạn luôn. Vâng, và quý vị thân mến, vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV7, 16 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài. Và đừng quên bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích để có cơ hội nhận được giải thưởng, đó chính là một chiếc điện thoại Vivo V3. Và ở tuần sau, 3 thí sinh nam và 3 thí sinh nữ có lượt bình chọn thấp nhất sẽ đến với thử thách quyết định solo 30 giây. Ban giám khảo sẽ quyết định một thí sinh nam và một thí sinh nữ phải chia tay chương trình. Vâng, và xin cảm ơn ba giám khảo John Huy Trần, giám khảo Khánh Thi và giám khảo khách mời Đoan Trang. Và cảm ơn tất cả các biên đạo đã dàn dựng những tiết mục rất xuất sắc trong đêm nay. Cảm ơn các bạn. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với những thí sinh của chúng tôi. Chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy So You Think You Can Dance do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, với sự đồng hành của thương hiệu Vivo Smartphone. Đến đây là kết thúc. Hoàng Yến, Trí Thiện và Top 18 xin chào và hẹn gặp lại. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.